Chúng ta bắt đầu nha. Các em coi trước cái đề này. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha các em. Câu số 1 này. Câu hỏi đề bài này đó là hỏi công thức tính mức cường độ âm L bằng log là logarit cơ số 10 đó, có y chia y không, đơn vị là ben, hoặc là 10 log của y chia y không, đơn vị là decibel, trong đó y không là cường độ âm chuẩn đấy, là cường độ âm nhỏ nhất mà tai còn nghe được ấy. Còn là y là cường độ âm thực tế mà chúng ta nghe được tại cái điểm đó. Đáp án bài này tính theo đơn vị decibel, vậy là câu B. Câu số 2, đơn vị đo cường độ điện trường, cường độ điện trường là E. Chúng ta có công thức cường độ điện trường E bằng U chia cho D. Vậy suy ra đơn vị là vôn trên mét, E bằng U chia D. Với U là hiệu điện thế giữa hai điểm, D là hình chiếu của hai cái điểm đó trên một đường sức. Đôi khi D nó cũng là khoảng cách luôn. Câu tiếp theo, câu số 3. Giao thoa khe y ưng, người ta dùng các ánh sáng đỏ, vàng, chàm và tím vân gần trung tâm nhất. Gần vân nào mà gần trung tâm nhất, nghĩa là cái khoảng vân nó nhỏ nhất. Khoảng vân y bằng lambda d chia a. Vậy là khoảng vân tỷ lệ thuận với bức sóng. Các em thấy ánh sáng màu tím có bức sóng nhỏ nhất nên khoảng vân là ngắn nhất, nên là nó sẽ gần trung tâm nhất. Vậy bây giờ đáp án không có màu tím thì ta sẽ chọn cái màu nào mà gần với màu tím, đó là màu chàm. Đáp án là câu D các em. Câu tiếp theo, câu số 4, sóng cơ học lan truyền được trong các môi trường là rắn, lỏng, khí. Sóng cơ lan truyền tốt nhất trong môi trường rắn, tốt nhất trong môi trường rắn, rồi tới môi trường lỏng và kém trong môi trường khí và không truyền được trong môi trường chân không. Có hai loại sóng cơ là sóng ngang và sóng dọc. Sóng ngang thì truyền được trong môi trường rắn và bề mặt chất lỏng, còn sóng dọc thì truyền được trong cả ba môi trường rắn, lỏng, khí. Tiếp theo câu số 5, sóng điện từ và sóng âm. Đây là so sánh giữa sóng điện từ và sóng cơ đấy. Sóng âm cũng chính là sóng cơ thôi. Truyền từ không khí vào thủy tinh thì tần số, nói chung sóng nào cũng thế, tần số luôn không đổi nha cả. Tần số của sóng điện từ hay sóng âm đều không đổi luôn. Đáp án là câu C. Của cả hai sóng đều không đổi. Còn vận tốc là thay đổi đấy. Nhưng hai cái này thay đổi theo hướng ngược nhau.
Nếu sóng điện từ thì vận tốc khi truyền từ không khí sang thủy tinh là giảm đi, còn sóng cơ học lại tăng lên. Câu số 6, chọn câu sai, phát biểu nào sai? Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển rời của electron là đúng. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển rời của ion dương và âm là đúng. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển rời của các ion, là cái này chưa chuẩn này. Chất khí là dẫn điện bằng cả ba loại hạt là ion dương, ion âm và e tự do nữa, nên cái này nó chưa đủ. Nên đáp án là câu C. Câu số 7. Lượng tử năng lượng chính là năng lượng của một photon đấy. Epsilon bằng hc chia lambda. Epsilon bằng hc chia lambda. Trong công thức này lambda phải để đơn vị là mét nhé. Hc là 1,9875 nhân 10 mũ trừ 25 đấy. Chia lambda đơn vị là mét. Epsilon tỷ lệ nghịch với bước sóng. Câu tiếp theo, câu số 8. Cái đại lượng MZMP cộng A chỉ ZMN, chúng ta phân tích từng đứa một nhé. Riêng cái ZMP cộng A trừ ZMN rồi trừ đi MX, đây chính là delta M của hạt nhân. Rồi delta M này nhân với C bình là ra delta E là năng lượng liên kết của hạt nhân. Rồi chia cho A thì đấy chính là năng lượng liên kết riêng của hạt nhân đó, năng lượng liên kết riêng. Vậy đáp án là câu A nhé. Nó sẽ đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân. Muốn so sánh hạt nhân nào bền vững hơn là ta sẽ làm cái này. Câu số 9. Trong chân không thì tia hồng ngoại có bức sóng cỡ nào? Các em lưu ý hồng ngoại là lambda của hồng ngoại là nó lớn hơn lambda của ánh sáng đỏ, mà ánh sáng đỏ là 0,76 micromet, thì chúng ta kiểm tra xem rồi nha. Cái 900 này nó là bằng 0,9 micromet đấy. Là cái A là đúng rồi. 600 này là 0,6 là ánh micromet là màu vàng nhé. 450 là màu cỡ khoảng là màu lam. Hai cái này là 0,25 microm, là cái này là tử ngoại. Đáp án là câu A. Còn câu B và câu C là nó nằm trong vùng nhìn thấy. Còn câu D là ánh sáng tử ngoại. Chúng ta nhớ cái thang sóng điện từ này. Thang sóng điện từ đây là viết theo chiều tăng dần của bức sóng này. Bức sóng nhỏ nhất là gamma, rồi đến x, rồi đến tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, hồng ngoại, rồi đến cuối cùng là sóng vô tuyến. Ánh sáng nhìn thấy thì các em lưu ý hai cái cận là 0,76 là màu đỏ, 0,38 là màu tím. Thế thì chúng ta muốn biết ánh sáng đó hay là bức xạ đó nằm trong vùng nào thì các bạn nên so sánh với cái ánh sáng đỏ và ánh sáng tím này. Câu tiếp theo, câu số 10, cho phương trình x1, phương trình x2, độ lệch pha là delta phi, lấy phi 2 trừ đi phi 1. Nhưng người ta hỏi có độ lớn thôi thì nếu như âm thì chúng ta cũng bỏ số âm đi. Nói chung là ta lấy hai cái phi của nó trừ nhau. Phi 2 là 0,5 pi, phi 1 là âm 0,5 pi, vậy đáp số là bằng pi. Bằng pi nghĩa là hai dao động đấy ngược pha nhau đó. Bằng 1 pi, 3 pi, 5 pi, 7 pi là ngược pha. Bằng 2, 4, 6, 8 pi là cùng pha. Bằng pi trên 2, 3 pi trên 2, 5 pi trên 2 là vuông pha. Câu số 11. Tần số nhỏ nhất thì ứng với bước sóng lớn nhất. Tần số nhỏ nhất, tần số và bước sóng là ngược nhau mà. Vậy thì các em nhìn cái thang sóng điện từ ở trên này
Thì tia có bước sóng lớn nhất chính là tia hồng ngoại rồi. Những cái bức xạ nó nằm ở phía bên phải thì bước sóng lớn. Cái thang này là viết theo chiều tăng dần bước sóng. Thang này có tên gọi là thang sóng điện tử. Tất cả những cái loại ở trên này đều có bản chất là sóng điện tử. Câu số 12. Mạch RLC nối tiếp điện áp là U đấy, U toàn mạch đấy, trễ pha hơn cường độ dòng điện. Thông thường cường độ dòng điện chúng ta để nằm ngang như vậy nhé, thì điện áp sớm pha nghĩa là điện áp U ấy, nó xiên lên như thế này. U xiên lên này là do cái ZL nó lớn hơn ZC nhé này. ZL lớn hơn ZC, mạch có tính cảm kháng, thì hiệu điện thế của mạch đấy sẽ nó sẽ xiên lên là nó sẽ sớm pha hơn cường độ dòng điện. Câu số 13. Máy biến áp có số vòng sơ cấp là N1 và thứ cấp là N2. Nếu máy hạ áp nghĩa là vào U1 ra U2, mà U2 hạ áp là U2 nó sẽ nhỏ hơn U1 thì N2 sẽ nhỏ hơn N1 nhé, bởi vì hiệu điện thế nó tỷ lệ thuận với số vòng dây. Vậy đáp số là N2 sẽ nhỏ hơn N1. N2 nhỏ hơn N1 thì chúng ta đoán xem nó là đáp án số nào nhé. N2 nhỏ hơn N1 thì cái phân số N2 trên N1 nó phải nhỏ hơn 1. Đáp án là câu D. Tiếp theo, câu 14, so sánh hạt nhân radi và hạt nhân urani thì bây giờ chúng ta phân tích từng đứa một. Radi này là nó có 88 proton. Còn nơi trong bao nhiêu thì các em lấy số khối trừ đi số z này. Các bạn lấy số trên trừ đi số dưới là bằng bao nhiêu? 138 nơi trong. Còn hạt urani là có 92 proton. Còn nơi trong thì các em lấy trên trừ dưới là bằng 143 nơi trong. Vậy là hạt urani nó sẽ có nhiều proton hơn hạt kia là bao nhiêu? 4 hạt. Vậy là 4 hạt. Rồi nơi trong thì nhiều hơn là bao nhiêu nhá? Các bạn lấy 143 trừ đi 38 thì nó bằng 5 đúng không? Vậy là nhiều hơn là 4 proton và 5 nơi trong. Vậy đáp án là câu B. Tiếp theo, câu 15. Giới hạn quang điện của kim loại bạc, kẽm, đồng, nhôm nằm trong vùng nào? Thì các em không nhớ được cái giới hạn quang điện của nó ấy. Thì các bạn phải nhớ đó là cái thí nghiệm của Hess ấy. Thí nghiệm của Hess là đối với tấm kẽm đấy. Tấm kẽm là thì phải chiếu cái ánh sáng tử ngoại vào thì mới gây ra hiện tượng quang điện nhá. Còn cụ thể hơn thì giới hạn quang điện của kẽm là 0,35, của đồng là 0,3, đó, của nhôm là 0,26, của bạc là 0,2. Nói chung là nó các cái bức sóng này nó đều nhỏ hơn ánh sáng nhìn thấy thì nó phải nằm trong vùng tử ngoại rồi. Muốn cái bức xạ này chiếu vào kim loại và làm cho electron bay ra thì ánh sáng chiếu tới phải có bức sóng nhỏ hơn cái giới hạn quang điện đó. Câu số 16. Khi sóng cơ chuyển từ không khí vào nước, sóng cơ mà chuyển từ không khí vào nước là tốt lên đấy. Không khí là không bằng với nước đâu. Đại lượng nào không đổi? Ta lại nhắc lại ở cái câu trên rồi, tần số không đổi. Tất nhiên là tần số không đổi thì dẫn tới cả chu kỳ và tần số gốc cũng không đổi nữa. Khi sóng chuyển đi,
tần số luôn không đổi, vận tốc thay đổi theo môi trường, làm cho bước sóng thay đổi theo. Ví dụ như trong bài toán này, thì sóng cơ chuyển từ không khí vào nước, vận tốc sẽ tăng lên, và do đó bước sóng sẽ tăng theo. Câu số 17 là mạch dao động LC tần số góc là omega bằng 1 chia 1 chia cho căn LC nhé các em. Omega bằng 1 chia căn LC. Tiếp theo. Câu số 18. Dòng điện xoay chiều có tần số thay đổi khi F bằng F0 thì cộng hưởng chính là ZL bằng ZC và omega nó cũng giống như trên đấy, giống như bài 17 đấy, thì lúc này cái tần số F0 sẽ bằng 1/2 pi căn LC. F0 bằng 1/2 pi căn LC, các em nhớ công thức này luôn nhé các em. Câu số 19. Sóng dừng trên dây có chiều dài L và hai đầu cố định. Đây, ví dụ như hai đầu AB cố định này. Trên dây có tất cả 4 bụng. Bước sóng là bằng 20, 4 bụng thì nó là hình gì nhé? Đây 1, 2, 3, 4. Đây, đây là 4 bụng đây. A, đây, B. Biết bước sóng là 20, bước sóng là từ đây đến đây là một bước sóng này, lambda bằng 20, vậy suy ra chiều dài của dây sẽ gấp đôi lên, đáp án là câu D. Nhìn hình ta có nên cũng không phải dùng công thức làm gì cho nó mệt nhé các em nhé. Chúng ta hiểu thì chúng ta vẽ như vậy cho nó nhanh. Trên dây có 4 bụng thì sẽ suy ra là có 2 bước sóng, mà một bước bằng 20 rồi thì 2 bước sẽ bằng 40. Câu 20 khi nói về dao động cứng bức, câu là sai. Khi vật chịu dao động cứng bức thì vật sẽ phải dao động với tần số mới. Vật sẽ dao động với tần số mới của ngoại lực. Thế nên là dao động cứng bức có tần số bằng tần số ngoại lực. Tất nhiên tần số bằng thì chu kỳ hay tần số góc cũng thế bằng nhau anh em. Còn biên độ dao động cứng bức thì phụ thuộc vào biên độ ngoại lực, phụ thuộc tần số ngoại lực, phụ thuộc vào lực cản môi trường. Dao động cứng bức có chu kỳ bằng chu kỳ của lực cứng bức là đúng. Biên độ dao động cứng bức phụ thuộc vào biên độ của lực đúng. Dao động cứng bức có tần số luôn bằng tần số riêng là sai rồi. Dao động cứng bức có tần số bằng tần số ngoại lực nhé. Ngoại lực nó bắt cái vật này phải dao động với tần số nào thì vật đành phải theo nó thôi. Đã cứng bức là phải, nó là áp đặt nên là phải theo nó thôi. Câu số 21. Bài này tính năng lượng liên kết. Năng lượng liên kết là các em đi tính delta M rồi sau đó suy ra delta E. Năng lượng liên kết là delta E hoặc là VLK cũng được. Ta lấy delta M ấy nhân với 931,5 nhé. Thì máy sẽ chạy như sau này. Delta M là các bạn thấy coban này là 2760. Các em sẽ lấy là 27 nhân với 1,007276 cộng với A trừ Z là 60 trừ đi 27 nhân với 1,008665 rồi trừ đi khối lượng của hạt nhân này là 59,934, là ra delta M nó là 0,548 đấy, rồi nhân với 931,5 bằng 510,56. Vậy đáp án là câu A nhé các em. Các em làm hai bước thôi nha, chứ chúng ta không chia cho A nữa đâu. Câu tiếp theo, câu số 22. Một khung dây có diện tích T
tiết diện là S bằng 20 cm vuông là phải chia cho 10.000 hoặc nhân với 10 mũ trừ 4. N là số vòng dây là bằng 100. Cảm ứng từ B, vector cảm ứng từ hợp với pháp tuyến một góc alpha, alpha bằng 60 độ nhé. Máy tính thay thì ta để theo độ nhé. Người ta giảm đều cảm ứng từ đến 0. À, tức là B1 thì lúc đầu là bằng 2 nhân 10 mũ trừ 4 đấy. Thì về sau B2 thì nó bằng 0 rồi. Thì suy ra cái delta B ấy, là chính là B2 trừ B1 đó. Ta sẽ tính được cái đó trong cái thời gian delta t bằng lần này. Đề bài bắt tính suất điện động cảm ứng ta có như sau này. Suất điện động cảm ứng là EC bằng trừ delta phi chia delta t, với phi là bằng n bs cos alpha, thì chỉ có b là biến thiên thôi nên sẽ bằng trừ này ns nhân với cos alpha rồi nhân với delta b chia delta t là thay số rồi nha. Delta b là lấy b2 trừ b1 là nó ra số âm đấy, nhưng mà đề bài lại có một số âm nữa nên cuối cùng nó vẫn là dương nhá. Rồi ta bỏ số âm đi, tính luôn này. N này 100 nhân với s này 20 nhân 10 mũ trừ 4 nhân với cos alpha này, cos 60 máy tính để độ nhá, nhân với delta b là âm, thôi bỏ âm đi, 2 nhân 10 mũ trừ 4 luôn, rồi chia cho thời gian là 0,01, nó ra số là 0, nó là 2 nhân 10 mũ trừ 3, 2 nhân 10 mũ trừ 3, vậy có đáp án là câu B rồi nhé các em. Phi bằng NBS cos alpha, còn là EC là suất điện động cảm ứng bằng trừ delta phi chia delta t. Delta phi là độ biến thiên từ thông, là lấy cái sau ấy, trừ trước nhé. Tiếp theo, câu 23, tia X và tia tử ngoại có bức sóng lần lượt là 0,2 nano và 360 nano. Các em lưu ý nano nhé, đều nano. Tỷ số là phép chia đấy giữa năng lượng của photon X so với năng lượng của tia tử ngoại. Năng lượng photon là epsilon bằng hc chia lambda. Vậy các em thấy là epsilon và lambda nó tỷ lệ nghịch với nhau, thế nên chúng ta có tỷ lệ là epsilon 1 chia epsilon 2 bằng lambda 2 chia lambda 1. Ta bỏ HC đi luôn. Lambda 2 là 360 nanomet chia cho 0,2 nanomet. Vậy cùng đơn vị thì thôi, ta không cần đổi nữa. Vậy là ta lấy 360 chia cho 0,2, nó sẽ là 1.800. 1.800, vậy đáp án là câu B nhé. 1.800. Câu tiếp theo, câu 24. Đây là bài mạch điện một chiều nhé, dòng điện không đổi nhé. Ở cái lớp 11, ta có Y cường độ dòng điện trong một mạch kín tỷ lệ thuận với suất điện động của nguồn và tỷ lệ nghịch với điện trở toàn phần. Điện trở toàn phần là gồm có điện trở trong R nhỏ, điện trở ngoài là R lớn. Vậy là câu A này đúng à? Người ta hỏi câu nào không đúng mà. Ngoài ra Y thì bằng U chia R là đương nhiên rồi, nên câu B cũng đúng luôn. Còn câu C với câu D, một trong hai cái thì bây giờ các em nhân cái biểu thức này, nhân phá ra này, các em nhân chéo lên là sẽ được Y lớn nhân R lớn cộng với Y lớn nhân R nhỏ bằng E. Vậy là E sẽ bằng Y lớn R lớn cộng Y nhỏ R nhỏ. Nhưng Y lớn R lớn thì nó chỉ bằng U luôn. Y lớn nhân R lớn này, nó chính là bằng U luôn. Thế
Thế nên là câu D nó đúng, câu C nó sai. Vậy đáp án là câu C sai nhé em. À, sai dấu trừ đấy, nó phải là dấu cộng mới đúng. Câu tiếp theo, câu số 25. Tần số là F bằng 75 kilo, kilo là phải nhân với 10 mũ 3 nhé. Bước sóng bằng bao nhiêu? Chúng ta có lambda bằng C chia F. C là 3 nhân 10 mũ 8. F là 75 nhân 10 mũ kilo là 10 mũ 3. Vậy bằng, ta lấy 3 nhân 10 mũ 8 chia cho 75 nhân 10 mũ 3 bằng 4.000, đa số là 4.000. Sóng này nó là sóng vô tuyến đấy, và nằm trong vùng sóng dài. Sóng dài là năng lượng yếu đấy, thường người ta dùng để thông tin dưới nước như là dò tìm đàn cá, hay là đo độ sâu của đáy biển, hay là lập bản đồ của đáy biển, hay là tìm tàu ngầm hay xác máy bay vân vân. Đấy, cái hiệu ứng sonar là như vậy đấy, nó giống như radar. Radar là quét trên bầu trời, còn là sonar là quét ở dưới nước. Câu tiếp theo, câu số 26. Mạch xoay chiều có điện trở R, mạch này chứa R và cuộn cảm L. R là 20, ZL là 40. Vậy độ lệch pha giữa U và Y bằng bao nhiêu? Chúng ta có thể dùng tan phi hoặc cốt phi đều được hết nhé em. Cho dùng tan phi đi, bằng ZL trừ ZC chia R. ZL là 40, ZC không có, chia R là 20. Vậy các em bấm shift tan của số này là ra nhá. Shift tan của cái số này đa số là bằng 1,1. Đáp án câu B nha, 1,1. Câu tiếp theo, câu số 27 này. Con lắc đơn khối lượng 100 gam sửa thành 0,1, kéo ra khỏi vị trí cân bằng là 0,1, thì đây chính là biên độ góc rồi. Alpha 0 bằng 0,1, thả nhẹ. Khi vật ở ly độ cong bằng nửa biên độ, nghĩa là alpha lúc này bằng alpha 0 chia 2 đấy, là bằng 0,05 đấy, thì lực kéo về bằng bao nhiêu? Lực kéo về này bằng này, trừ này. Lẽ ra ở trong con lắc lò xo là trừ kx, hoặc là trong con lắc đơn là trừ mg nhân với sin alpha, hay là xấp xỉ bằng trừ mg nhân với alpha luôn. Bởi vì cái góc alpha nó quá bé nên sin của một góc bằng chính nó luôn. Đề bài nó hỏi độ lớn thôi thì chúng ta bỏ dấu trừ đi. Vậy thay số là m là 0,1 nhân 10 nhân với 0,05. Vậy đáp số là câu D nhé, 0,05 Newton luôn, độ lớn. Chúng ta bỏ dấu trừ đi, lực kéo về F bằng trừ KX. Cái lực này nó luôn hướng về vị trí cân bằng nên mới gọi là lực kéo về, hay lực hồi phục nhé, hay lực phục hồi thì cũng là nó luôn. Tiếp theo, câu số 28 này. Các em thấy là cái câu số 28 này, đồ thị nó xuất phát từ cái số 6 đúng không? Chúng ta thấy đồ thị nó xuất phát từ cái số 6 này. Bây giờ chúng ta chuyển cái trục tọa độ lên vị trí mới đi, thì cho nó xuất phát từ số đẹp đi. Ví dụ như các em chọn trục ở chỗ này đi. Ví dụ như các em lấy trục tọa độ ở chỗ này đi, cho chuyển cái trục lên đây đi. Tất nhiên chuyển trục lên đây thì cái thời gian nó sẽ lệch đi một ô, thời gian nó lệch đi một ô. Nhưng mà hình như bài này nó không liên quan đến thời gian, nên là chúng ta cũng không cần quan tâm luôn. Rồi nha, cho anh nhìn cái trục này nhá. Bài này các em nhìn này,
Từ cái chỗ này là số 1 phần 2 đến số 7 phần 2 này, đấy là một chu kỳ đấy, nên ta có chu kỳ T. Các em lấy 7 phần 2 trừ đi 1 phần 2 là bằng 3, 3 giây. Vậy là có chu kỳ rồi, các em kiếm được là omega bằng 2 pi chia 3 nhé. Rồi tiếp theo, động năng cực đại. Động năng cực đại, các em nhìn trên đỉnh này, cái đỉnh này chính là Vmax ấy. Vậy ta có Vmax bằng 4 pi cm trên giây luôn. Vậy ta đổi phải đổi ra mét nhé, là 0,04 nhân với pi mét trên giây nhé. Rồi sau đó thôi ta đổi cái m này bằng 0,2. Động năng cực đại là bằng 1 phần 2 m nhân v mắc bình. Thầy tính dư cái chu kỳ là em 1 phần 2 này, m là 0,2, v mắc là cái này đấy, là 0,04 pi. Các em lấy bằng căn 10 đi cho nó đẹp đi, pi bằng căn 10 tất cả bình. Rồi bấm máy như sau này, nhân với mở ngoặc 0,04 căn 10 này, đóng ngoặc này, bình phương bằng 1 phần 625, 1,6 nhân 10 mũ trừ 3, 1,6 nhân 10 mũ trừ 3 joule, trừ 3 là mili rồi, bên đáp án là câu D nha. Cái này thầy làm dư cái chỗ chu kỳ, nhưng mà ta phân tích đồ thị là như vậy đấy, ta phân tích đồ thị là như vậy nha các em nhé. Dựa vào cái đỉnh này chính là giá trị cực đại, mà đồ thị này là của vận tốc, nên ta có vận tốc cực đại bằng 4 pi, nhưng đơn vị là cm, là thầy lộn rồi cái chỗ này. Đề bài nó lộn rồi các em này, cái đề bài này nó lộn cái đơn vị là các em. Đề bài này phải là, thầy nhớ là cái đề bài này là đơn vị phải là cm trên giây nhá. Chứ nếu đề bài là mét trên giây thì đáp án này nó không có đâu. Rồi, như vậy đấy. Tiếp theo, câu số 29. Chúng ta cũng thử phân tích giống như vậy nha. Các em cũng rời cái trục tọa độ giống như vậy đi. Các bạn rời về cái vị trí đẹp đi. Các em rời về vị trí đẹp chính là cái vị trí này này. Đó, còn đưa cái trục về đây nhá. Vậy là cái trục thời gian nó lệch đi 2 ô đúng không? Bây giờ chúng ta phải tính xem là 2 ô này là thời gian bao nhiêu nhé. Bây giờ đề bài nó cho là omega bằng 5 phần 3 pi. Vậy các em đi tính T lớn đi. T lớn bằng 2 pi chia omega là 5 pi phần 3. Cái này là bằng bao nhiêu? Là bằng 1,2. Chúng ta thử tính ra là một chu kỳ là bao nhiêu nhé. Các em đếm từ đây nè, từ chỗ này đến chỗ này, hai hai chỗ thầy đánh dấu này, đấy là nửa chu kỳ ấy, là mất mấy ô nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ô. 6 ô, vậy suy ra chu kỳ T nó sẽ bằng 12 ô và bằng 1,2. Vậy thì mỗi một cái ô như vậy, mỗi một ô như vậy là sẽ là 0, 0,1. 0,1, đây là 0,2 vân vân. Một ô sẽ bằng 0,1 giây. Như vậy là thầy đã đổi xong rồi. Đề bài người ta hỏi tính động năng ở cái thời điểm T trên 8. T trên 8 là nó T trên 8 thì suy ra T phẩy là sẽ bằng T bằng 0,8 thì suy ra T phẩy, thầy đã dịch cái trục sang bên phải 2 ô, nghĩa là lấy 0,8 trừ 0,2 là bằng 0,6 nhá. Muốn tính động năng, bây giờ chúng ta lập cái phương trình của màu đỏ đã, phương trình của màu xanh ta có này. Phương trình của màu đỏ là x bằng màu đỏ này biên độ bằng mấy? Biên độ các bạn đếm như thế này là bằng 3 đúng không? Các bạn đếm này bằng 3. X bằng 3
cos 5pi phần 3t. Ở phương trình này là nó đi từ cân bằng đi xuống, vậy là cộng với pi trên 2. Còn cái đồ thị màu xanh này, đó là x bằng màu xanh này đỉnh là 4. 4 cos 5pi phần 3t. Em thấy là đồ thị màu xanh này nó xuất phát ở biên dưới là cộng với pi. Đó, như thế đấy. Vậy thì chúng ta sẽ suy ra cái x tổng hợp này. Chúng ta dùng máy tính, chúng ta bấm cho dùng máy tính để chúng ta tổng hợp hai phương trình này đi nhé các em nhé. Chúng ta dùng máy tính bấm tổng hợp này, 1, 2, nhập 3, nhập ship, trừ góc là pi trên 2, phân số pi chia 2, cộng với 4, ship, trừ phân số là pi, à không có phân số nữa, pi bằng, rồi bắt đầu nó sẽ ra số xấu là x bằng 5 cos 5 pi phần 3t cộng với số xấu là 2,498 như vậy đấy. Rồi sau đó các em thay cái t bằng 0,6 vào thì các bạn sẽ tính được x. Chúng ta tính được x là lấy 5 nhân với cos 5 pi nhân với 0,6 chia 3 cộng với 2,498 498, nó sẽ ra xấp xỉ bao nhiêu? Nó ra bằng 4 nhé các em. X bằng 4 cm, đổi ra là bằng 0,04 m. Rồi đến đây là xong rồi đó. Bây giờ chúng ta tính dùng công thức là ra thôi này các em này. Công thức động năng này. Động năng bằng 1 phần 2 m omega bình nhân với a bình trừ đi x bình nhé. Rồi bấm máy này. 1 phần 2 là ta nhập 0,5 cho lẹ đây, 0,5 nhân với m. M là 0,1 nhân với omega bình là mở ngoặc này. Cái pi em lấy bằng căn 10 đi nhá. 5 căn 10 phần 3 đóng ngoặc bình nhân với mở ngoặc là a bình, a là 0,05 bình nhá em nha. A là bằng 5, là 5 xăng đi đấy. Trừ đi 0,04 bình. Đóng ngoặc chắc chắn sẽ ra số 1 phần 800, nghĩa là nó ra là 1,25. 1,25 nhân 10 mũ trừ 3. Thế thì đáp án là câu D nhé em. Đáp án câu D. Bài này nó hơi dài một xíu này. Các em có thể làm theo cách này hoặc cách khác, tùy theo các em nhé. Nhưng mà thầy nhắc em là cái đồ thị này nó xuất phát, hai đồ thị nó xuất phát từ hai số xấu luôn. Chúng ta rời cái trục tung này về một cái chỗ nào mà đẹp nhất mà chúng ta muốn, thì thầy thấy cái chỗ này là đẹp này. Chỗ này nghĩa là đồ thị màu đỏ là xuất phát từ cân bằng, đồ thị màu xanh là xuất phát từ biên. Như vậy đấy. Tiếp theo câu số 30. Câu 30 là đây là sóng sóng dừng trên dây đàn này em này. Sóng dừng trên dây đàn hai đầu cố định đấy. Nếu như mà dây đàn nó rung theo kiểu đơn giản này thì nó sẽ phát ra cái tần số cơ bản là F0. Còn nếu như nó rung, đấy là một một bó nhé. Nếu rung hai bó như thế này là tần số là 2F0. Ba bó, dây vẫn dài thế thôi. Nhưng mà càng nhiều bó thì tần số càng lớn, 3F0. Nói chung là Fn bằng n lần F0. Như vậy thì người ta thấy là tần số 45 hay tần số 54 thì đều có sóng dừng. Ta sẽ lấy cái F1 chia cho F2 xem là bằng bao nhiêu nhá. 45 chia cho 54
thì nó sẽ ra 45 chia 54 là 5 phần 6. Thế thì cái F1 này, F1 chính là họa âm số 5, còn F2 chính là họa âm thứ 6. Thứ nhá, ta không dùng. F1 chính là họa âm thứ 5, còn F2 chính là họa âm thứ 6. Vậy suy ra âm cơ bản là F0, lấy cái F1 chia 5 hoặc lấy F2 chia 6. Vậy ta lấy 45 chia cho 5 là bằng 9. Đáp án là câu A nhé. Cái âm cơ bản đấy là tần số nhỏ nhất là âm cơ bản rồi. Tần số nhỏ nhất là âm cơ bản. Thế nha các em, chúng ta đọc đề trước nha các em. Cái việc đọc đề là các bạn tự giác cho là đọc trước. Thầy sửa luôn nhé. Chúng ta sẽ dừng lại, chúng ta đọc trước, phân tích kỹ đề bài. Câu số 31. Thì lưu ý các em, cái bài này nó bị sai cái nano này, C này là 2 micro nhé, farad chứ không phải nano đâu. Là 2 nhân 10 mũ trừ 6 nhé. Các em đọc trước đề bài đi. Lúc đầu là cái khóa K này nó ở điểm A như vậy. Thì lúc này cái tụ điện này được nối với nguồn điện và tụ nền này đã được nạp điện đấy. Nhưng cái điện trở R1 này, R2 này, R3 này, thì cái R3 này là nó không có tác dụng gì hết đấy. Lúc này mạch điện lúc này nó chỉ là cái đoạn này thôi các em này, chỉ là cái đoạn này thôi. Vậy thì cường độ bằng 2 thì ta có cái gì nha? Cường độ bằng 2 ta có I bằng E chia cho R nhỏ này cộng với có hai cái R lớn cộng R lớn. Vậy các em kiếm được R lớn này. Ta thay số với nha. Thay số này. 1 này bằng E là 5 này chia cho 1 cộng với 2R đúng không? Vậy các em tính được R bằng 2 ôm nhé. R bằng 2 ôm. Rồi, sau đó các em suy ra U của cái tụ điện. Cái tụ điện này thì các em thấy cái đầu thứ nhất của tụ điện là nối với điểm này. Đầu thứ hai của tụ điện thì nó nối với cái điểm này. Vậy thì U của tụ điện chính là hiệu này thế của điểm M và điểm N như thế này. Thì chính là bằng U của R2 luôn. U của R2 được tính là bằng I nhân R2. Vậy thì suy ra U của tụ điện đấy chính là U0 đấy. U0 sẽ bằng 2V. Rồi sau đó thế là đã nạp điện cho tụ rồi, sau đó cái chốt K này chuyển sang B thì lúc này sẽ xảy ra hiện tượng phóng điện trong cái mạch LC này. Thì ta có công thức cường độ dòng điện I0 bằng U0 căn của C chia L nhé các em. Là I0 bằng U0 căn C chia L. Các bạn bấm này. Y0 là 2 nhân với căn của phân số này. C là 2 nhân 10 mũ trừ 6 chia cho L là 20 nhân 10 mũ trừ 3 bằng 1 phần 50. 1 phần 50 là bằng 0,02. 0,02. Đáp án là câu A nhé các em. Rồi, như vậy là xong bài 31. Tiếp theo bài 32 này. Rồi, chúng ta cố gắng hoàn thành nốt cái bài 32 và 3 nhé, hai bài nhé. Bài 32 là giao thoa của ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng, các em lưu ý ánh sáng trắng nó có hai cái bài, đó là bài đếm tính cái bề rộng quang phổ hoặc là đếm số vân sáng trùng nhau đấy các em. Lambda tím là bằng 0,38, còn đỏ là 0,76 nhá. Các em đổi cái 76 với 38 này nhá. Đây là A là bằng 0,8, X là bằng 3, D là bằng 2 rồi. Vậy người ta hỏi là ở cái vị trí X bằng 3 này này,
Vị trung tâm đây, trung tâm màu trắng đây. Hỏi ở cái vị trí điểm M này là cách trung tâm 3 mm này là có bao nhiêu vân sáng trùng nhau ở đây? Chúng ta dựa vào cái công thức là x bằng k lambda d chia a. Vậy các em sẽ kiếm được lambda bằng ax chia kd. Ta thay là a là bằng 0,8, x là bằng 3, chia cho k, k chưa biết, còn nhân với d là bằng 2. Và chỉ được lấy từ số 0,38 đến 0,76 thôi nha các em. Bây giờ các em coi cái hàm lambda này là hàm fx. Lambda này coi như là hàm fx. Còn cái k này là x để chúng ta lập bảng mà cho là lập bảng giá trị nha. Chúng ta sẽ lập bảng giá trị ở đây. Nhưng mà trong máy tính thì bảng này nó là bằng bằng dọc nha các em, chứ không phải bằng ngang. Ở bên trái là x, bên phải là fx. Thì x là chính là k đấy, là cho chạy 1 2 3 4 5 6 vân vân đấy. Còn fx chính là lambda đấy. Chúng ta nhập 17 hoặc 18 gì đó. Máy cũ là 17 nhá. Nhập fx bằng 0,8 nhân 3 dưới mẫu là k là nhập phần chữ x nhân với 2. Rồi các em bấm bằng bằng tiếp. Start là start em lấy số 1. Rồi end là các bạn lấy cao cao một xíu, các em lấy số 10 đây. Step là 1 nhá. Thì nó sẽ cho các con số là 1,2 này, 0,6 này, rồi đến 0,4 này, rồi đến 0,3 vân vân. Thế thì các em thấy là chỉ có hai cái số lambda bằng 0,4 với 0,6 là hợp lý thôi. Nên đáp án là bài này là câu B nha các em. Tiếp theo câu 33, rồi ta sẽ giải nốt câu cuối cùng nhé. Câu 33. Ở một nơi trên trái đất hai con lắc đơn cùng chiều dài. Bài này cùng chiều dài nghĩa là L bằng nhau. Cùng biên độ nghĩa là alpha không bằng nhau. Rồi M1 F1, M2 F2 là khối lượng và lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. Ta có phương trình thứ nhất là M1 cộng M2 bằng 1,2. Phương trình số 2 là như thế này. Thì các em nhớ công thức là F bằng M nhân G nhân với alpha 0. Vậy F1 bằng M1G nhân alpha 0,1. F2 bằng M2G nhân alpha 0,2. Thế thì chúng ta cho cái 2F1 từ cái phương trình là từ cái phương trình 2F1 bằng 2F2 bằng 3F1 thì chúng ta chuyển sang sẽ thành phương trình là 3M1 trừ 2M2 bằng 0. Các em bỏ cái G đi, bỏ G giống nhau bỏ đi, bỏ cái alpha 0,1, alpha 0,2 giống nhau nên là bỏ đi mà. Vậy ta giải cái hệ phương trình này. X cộng y bằng 2,1 1 5 1 này. X cộng y bằng 1,2 nhá. Vậy x a là 1, b là 1, c là 1,2. Rồi xong phương trình thứ nhất. Phương trình thứ hai này. A bằng 3, b bằng âm 2, c bằng 0. Ra một nghiệm thứ nhất là bằng 0,48. Nghiệm thứ hai là 0,72. Vậy M1 là 0,48. Đáp án C nghe. Chúng ta chỉ nhớ công thức là lực kéo về F. F lớn nhất đấy là bằng MG nhân với sin alpha 0. Hoặc là MG nhân alpha 0 thì trong cái bài ở phía trên ấy cũng có một cái bài lực kéo về y chang như vậy thì chúng ta dùng cái công thức đó. Rồi chúng ta kết hợp hai phương trình để giải ra. Bài hôm nay chúng ta sửa đến bài 33, còn những câu còn lại thì các em tự giác các bạn làm nhé các em nhé. Rồi xin chào các em.
chúc các em học tốt.